Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì rảnh rỗi các bạn ơi. Đi đi bắt cái con ve các bạn. Cái con ve mà ve sầu á các bạn. Nhưng mà nó cái con mà mình bắt để mà cái con nhộng các bạn ơi. Đâu có không? Ủa là con này hả? Ủa, nó có nói rồi. Có lột ra già nè, lột con vợ À, nè, rồi già rồi, nè, thấy thấy đó, con sẹo nè. À, vậy là Lột con cánh chưa bay được nữa. các bạn thấy nó lột ra nó còn cái vỏ nè. Lột ta Gì đó còn nè. cái vỏ nè bạn, thằng con nó đi nó teo rồi Đang nè. còn nữa nè. Ngốc cái gì trời, cái con gì đây chứ ghê vậy, không phải. quá trời bạn ơi, tùm lum hết trơn, nó lột xong nó một cánh nó bay rồi. Con này chuẩn bị bay nè. Hay quá trời vậy đó. Ôi sao nó chói quá. Vậy nè. Đó, bạn thấy nó lúc mà nó dưới đất á thì nó là con nhộng đúng không? Rồi nó mới bò lên. Nó bám lên cây nè. Bắt đầu là nó thành con ve nè. Đó. Ui. Cái con này mình đem về mình ăn là ngon lắm bạn. Đó, nó giống như là sữa không trong đây nè. Đâu cái đó từ từ bóc Đó. bóc bóc cái đó hay bóc Wow. Ở đâu đâu? bên đây nè, cái này nó đang đang tan lộn luôn rồi. Quá trời ở trong cái vườn đào của bạn ơi. Đây hãy lọc nửa đít thôi mà. Đâu? Đây lọc nửa đít. Độc à. À, các bạn thấy nó đang chui ra từ trong cái vỏ nào bạn không? Nó sắp ra rồi. Này con này đang bò nè, vừa bên đây nó Hay chưa thiệt chứ. lọt luôn nè, Đâu? chưa lọt. Con này quay quanh đó nè, đó con này là đang bò luôn á, chưa lọt. À Này hả? đây nè Đây 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 nè, đó con đó này nữa nè, luôn á, mập luôn nó luôn nè. nó luôn đó đúng rồi đó luôn á, chịu đụng vô mềm mềm nó. À vậy là nó cũng thành cái con rồi nó bò lên chứ hả? Thành con bò lên xong mới lọt ra, Ngộ người ta. nó lọt ra trong lóc như con này á. Không, nó đang lọt đó. À Ui, thành con đó nè, nó nhiều dưới cây này, nó đang nhiều. Vậy là cái con này là nó ở dưới đất và nó mới hình thành cái con rồi. Đây thế Nó mới nào, lọt ra đó. đang lột ra Nó bò lên vậy nè, xong nó mới lọt ra giống bên đó đó. nè. Đọc cho ta, vậy mà ta tưởng là nó, mà đúng rồi, nó phải bò lên mới được chứ sao bò lên được. Ôi cha, độc đáo rồi nè. Đụng nướng mềm mềm. Là con này ăn được không? Ăn được nó uống, ăn nó ngon Ăn lắm. là cái vỏ Hả? Cũng bình thường. Nó không có vỏ, chỉ lột cánh nó ra thôi, cánh nhỏ bên đâu này. có, cái này là cái vỏ nó mà. Thấy vỏ này nè, vỏ Đúng là còn rồi, ngon, còn ngon. giờ mình không gỡ gỡ vỏ này ra sao ăn được không? Được luôn, được, qua ăn được, nó có bị gì đâu. Ồ đọc ra rồi bắt đi. Để chờ cỡ 5 phút là nó lọt ra Trời ơi, nè. trời, cho nó lú lú thử coi. Nè, con nó lú nè. Ồ dưới đất nó nhóc hết trời ông nội ơi, coi nè. Nó mấy cái lỗ này của nó đó. Ồ ngộ người ta. Ở chứ mình thấy dưới nó có chui lên ha. Để đi từ từ đừng lát thấy. Ủa tại sao mà nó hay vậy ta? Nó đi. Mà nói là nó đẻ là bao nhiêu lâu nó mới bay lên? Nó đẻ 17 năm ở dưới đất. Cái trứng nó nằm dưới đó, Cái rồi nó trứng nằm thả dưới đất. đó. Đó trong mấy cái lỗ lòng đất nó mới chui lên. Trời ơi. Để nó về search Google coi lại coi. Anh con này có 15 năm rồi. Rồi bắt đi chứ hả, bắt chưa? Bắt xong hết rồi. Nhưng mà đi hả? Các bạn biết nghe tụi nó nói là cái con này á là con ve nó đẻ ra ở dưới đất các bạn ơi. Nó đẻ cái trứng dưới đất á. Mười mấy năm rồi nó mới chui lên. Là sao? Có thể không? Để mình về mình hỏi chị Google lại coi. Này đọc à. Nó lọt đi hết rồi. Có sao ngộ ra một chỗ có chỗ không nha. Quá đã luôn bạn ơi. Cái món này là à nó ra nè. Nó cứ vỏ ăn con, vỏ ăn con, vỏ ăn con. Độc thiệt. Cái vỏ này nè là mình thấy nó người ta bán để làm thuốc bắc á. Nấu thuốc bắc. Nó còn nóng hổi không rồi. Rồi rồi. Này bỏ vô, bỏ vô. Bỏ vô nước muối cho nó chết. Này là mình bỏ vô nước muối bạn ơi. Ngâm nó luôn. Ngâm nước muối cho nó chết. Là cái sữa không à. Chút mình về mình rang lên hoặc là mình chiên bột hoặc là cái gì đó. Lắm ngon luôn bạn. Mồi này bán luôn nha. Ủa mà nó đâu có lên cao hả? Nó thấp thấp vậy thôi hả? Nó thấp thấp luôn à. Ủa mà sao cái đất cứng ngắc gì mà nó chui lên được ta? Nè các bạn thấy cái lỗ nè.
Đâu rồi, lỗ rồi. Lỗ tùm lum rồi. Hả? Trời ơi. Cái vụ này lạ nha. Đó. Rồi. Ô cái này cái đào, à, cái điều. Cái điều này nó ra nhựa quá trời luôn. Đâu rồi. Ôi. À. Trời ơi, cái bụng nó còn ấy luôn nè. Trời ơi. Nó chưa có nhúc nhích. Nó còn đang mới lột kìa. Ôi. Cái cánh nó mới có lú à. Là nó nhanh lắm không? Chút xíu là nó bay được phải không? Cỡ nhiêu lâu nó mới bay được? Mấy tiếng đó, vậy hả? Trời ơi. Ô, độc đáo cho nội ơi. Nè. Con này con ấy chưa lột rồi hả? Chưa lột. Ây da. Không cắn, không cắn đâu. Trời ơi. Cái này độc đó bạn ơi. Mình thấy trong tiệm thuốc bắc người ta bán cái vỏ này nè các bạn. Nó cái vỏ này không biết làm thuốc gì nè. Tiệm thuốc bắc người ta bán cái vỏ này. Cái vỏ này nè. Cái vỏ này người ta tới mùa nó hết rồi bắt đầu nó chảy, nước nó chảy nó gom lại người ta. Ồ được nhiều đó hả? Ba trên. Ui. Ngâm nước muối bạn ơi, ngâm muối cho nó chết. Lát lên trường học đi. Ui. Ồ này nè con. Thui luôn rồi. Hả? Con này bị kiến thui chết luôn rồi, chưa học kịp nó ăn hết luôn. Nè nè, con này sống không? Con trên đầu rồi anh. Ủa cái con sống là nó có cái càng không hả ơi? Có, nó chưa lột, nó lột. Chưa lột, nó không phải là con dê. Nó có cái càng. Anh trên đầu anh con nè. Lột, ở đây nè, đang con nè, lột ra nè. Ừ, lột đi. Con này là con lột rồi hả chưa? Chưa không hả? Lột rồi. Lột rồi, vỏ không? Vỏ. Vậy là hôm qua nó bắt hay gì? Cái này nó lột lúc mà nhiều khi nửa đêm mới lên nữa đó, lúc mà con bắt đầu nó lên sao á. Mà sao đất cứng ngắc này chui lên được ta? Có cái lỗ sẵn. Nó có cái càng mà, nó càng nó cạp đâu rồi, đâu rồi. Bươi lên thì cứng ngắc. Đúng rồi. Nè, còn cái con mà nó lột rồi, nó mất tiểu càng rồi. Đúng rồi. Giờ thành ve nè. Nè, thấy càng nó bươi liêu cái lịa. À. Nó bươi lên. Ủa gì mình không về không lột cái con đó ra sao? Có. Con này phải lột ra chứ. Lột mấy cánh con nào lột được là lột luôn. U, độc quá các bạn. Mình không thấy được con nào ở dưới đất ha. Ừ, à, thấy lỗ nè. Ồ, lỗ từ lưa hết rồi. Ừ, chi. Mà khu queo vậy mà sao nó chui lên được hay trời. Tưởng nó mưa ướt nó mới lên được chứ. Ủa mà ban ngày nó không có lên hả? Lên ban đêm không vậy hả? Không, ban ngày không lên. Ồ. Trời. Đó, đó. Lăn nó ra luôn, rút ra. Ờ, bảnh kìa. Lạ rồi. Bây giờ mình phải leo dậu bạn ơi. Người ta khóa cái cửa rồi, không có vô được, đành ra phải leo dậu luôn ha. Quá trời luôn hả bạn ơi. Đủ loại luôn á, đủ loại nè, nở rồi, đang nở nè, chưa nở nè. Rồi ơi. Người bò luôn. Đang nở hơi hơi nè. Đã thiệt các bạn ơi. Quá trời luôn rồi. Rồi bắt đi. Ba bốn năm con luôn hả? Con này không ba. Bên kia nữa anh. Chưa chưa. Bên kia đó. À. Trời nó đái. Đừng bóp nó. Đừng bóp đâu anh nhỏ nó. Sầu tiếp chích hồng. Nãy bù lên cây đó không trời? Nó trời nè. Nè, coi cái gì đó. Đây, đang quá trời nè. Ồ, đã thiệt. Nó không có lên trên cao ha. Lên thấp thấp. Bốn con. Ồ. Bốn con các bạn một cây ha. Chưa đúng. Này có không? Nè, có lên trên cao rồi.
Ủa cái cây nào có cây nào không, nó không thấy con nào hết trơn. Ngồi. Trời ơi. Trời ơi. Con này con gì ghê quá bạn ơi. Ui. Bự à, bự bằng ngón tay, lớn hơn ngón tay cái mình luôn á. Ghê không? Con này mà nó cạp á, nó kẹp á. Nó chơi không? Ui. Đẹp quá. Nè đây con nè, đây con nè. Đây ngon. Hai con luôn hay gì phải không? Ủa con nó hư rồi. Ủa, mềm xùi luôn. Dễ sửa. Đúng là dễ sửa luôn bạn ơi. Chút nữa mình về mình làm cái món gì bên? Chiên nước mắm. Chiên nước mắm bạn ơi. Để chút giờ về mình làm cái món chiên nước mắm. Dạ nè các bạn. Ây da, nó bay rồi. Ghê quá. À nó già đó các bạn. Hai con này còn ăn được nè. Còn mấy con trên nè, già. Ồ nó đái quá trời luôn rồi. Ồ ngộ quá ta. Ủa trên đó càng nghẹt luôn kìa. Ừ. Wow. Ôi ôi sao nhóc nó chảnh nó chơi sao lấy. Già rồi. Già. À nó già nó bò lên trên. Bò cho nó ở. Cây nhìn quá trời luôn. Rung cây nó bay à. Ôi. Nó già đâu ăn được hả? Đâu rồi bắt coi coi. Già con này bụng nó sắp sạp ăn. Nó già nó có vỏ không các bạn ơi. Ăn không được. Ngộ đời ha. Ăn không được. Bị chăn mưa luôn á. Thấy chăn mưa luôn á. Ừ chăn mưa luôn á. Là cái bụng nó chứa nước ở trong á. Vậy là cái đó quá trời nó bay rồi. Ui. Ui quá trời luôn bạn ơi. Con kìa, quá trời luôn bạn ơi, nó bay kìa. Nó già hết trơn rồi đó bạn. Là cái bụng nó nước không ở trong à. Nó ép nước ra, nó chảy nước của mình ướt mình luôn nè các bạn. Ngộ rồi đó. Chừng nào nó hết nước rồi nó mới thành con ve chắc. Nó khô queo à. Đó, kêu à. Cái này là nó già cái vỏ không à, không ăn được các bạn ơi. Mình ăn là phải non, sữa mới được các bạn. Rồi nó chảy nước xuống là ướt đầu luôn á. Ở đây là cái sân của cái trường học các bạn ơi. Ở trường học trong đây nè. Nhưng mà trường học này không có học rồi, lâu lắm rồi. Trường học này như nghỉ ha hả bên. Trường học này do học sinh ít quá, cái trường này người ta để đây không có dạy học các bạn. Thành ra dán que rồi. Con ve nó nhiều lắm. Có nguyên cái sân. Nguyên cái sân trường luôn các bạn, hiểu không? Đó vừa trời đầu lên kìa. À. Con này nó mới nhú lên nè bạn. Cái này con nãy ra nè. Giống con nói thì ra nè. Ồ. Độc đáo ha. Đó, nó chui ra nè bạn. Ồ, là hay không? Đó. Nhấn nó bùng ra đó. Tập nó ra. Ồ, độc đáo ha. Nó chui ra từ từ vậy bạn. Rồi bắt đầu nó mới cứng, rồi bắt đầu cái cánh nó mới nhú ra. Rồi nó mới bay được nè. Con này nó mới bắt đầu nhú nè. Chưa có lú cái đầu nó còn ở trong á. Chưa nhú ra nữa. Chuẩn bị nhú ra. Ồ, độc thật trời. Này rút ra được luôn á. Đó cái mình nó nước không các bạn, thành ra là khi nó chui ra được rồi nó lên trên cao các bạn, nó xịt nước ra các bạn ơi. Đó, lên cao nó xịt nước, mình đi là nó xịt nước bắn xuống như là mưa vậy đó. Chỗ mà nhiều con nó bắn xuống như mưa vậy các bạn. Vỏ không? Ồ quá trời luôn ha. Vỏ không? Nhiều à? Quá trời nhiều luôn ha. Wow, cứng hủ luôn.
Con một hả? Một con nữa. Con này mạnh rồi nè ha. Sắp bay rồi. Nhưng mà cái bụng nó vẫn còn mềm. Thì nào nó già nó cứng cái bụng rồi. Đầy 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 hũ luôn bạn ơi. Ui. Wow. Trời ơi, mộng sữa luôn bạn ơi. Nhìn thấy thèm không? Đó. Con nào nó u nu u nóc mà bạn. Vậy đó về chiên một dĩa đó các bạn. Mồi à, đủ nhậu rồi. Nè các bạn thấy trường học nè. Ủa, tới thôi à, các bạn đâu thấy được. cái điện thoại của mình mở đèn mà nó lại nhìn gần được chứ. Chứ xa không được các bạn ơi, tới thôi à. Thôi giờ rồi, hết rồi. Mấy cày ở đây là con nhiêu đó các bạn, vòng vòng rồi chứ được nhiêu đó. Là bây giờ về. Về cái để mấy đứa nó làm cái món gì đó. Các bạn xem chơi cho vui ha. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình lật cái gì? Cái cánh. Cái cánh đó. Đó, bây giờ về làm sạch nó các bạn. Ngắt cái cánh nè. Ngắt cái cánh như lại cái cánh thôi chứ cái chân vẫn ăn được đúng không? Dạ. Đó, ngắt cái cánh thôi. Các bạn. Còn nguyên cái mình nó là ăn được hết luôn. Ù. No nóc luôn các bạn. Xong rồi ngâm này nước nóng hả? Nóng với muối rồi. Ngâm muối với nước nóng cho nó giả mấy cái gì đó chất dơ trong người nó ra. Mập không các bạn ơi. Thịt không ấy, sữa không trong đây nè. Con đó là nó chưa có lột đó. Đó, độc đáo không? Rồi xong rồi mình ấy ha, mình ướp nước mắm hay gì? Dạ. Chế miếng mắm vô. Dạ. Rồi ướp mắm đường ha. Đường muối ngọt gì đó ha. Chiên. Đơn giản các bạn. Nè, cái con này là cái con mà nó chưa có lột ha, nó có hai cái càng cứng nó bạn. Nè. Lợi hại không? Cái càng này là để nó bấu đất nó chui lên như con dế vậy đó. Ô, nó y như con dế cho nội ơi, giống con dế nhủi các bạn ơi. Nè. Giống như thịt dế mụi giờ nhủi luôn. Nhưng mà khi nó nở ra rồi á thì lại thành dê nè, các bạn thấy nó khác nhau không? Đó. Khác nhau hoàn toàn không? Cái cẳng của con dê giờ nó nhỏ thon lại, còn cái càng này. À, con này con nhộng nó thì nó lại nó có con gì để chút mình lên Google mình coi là nghe mấy đứa nó nói là con dê nó đẻ xuống đó. Dòng đời của nó là nó ở dưới tới hàng chục 15 năm gì đó con ơi, nó mới nở ra cái con này nó mới chui lên. Độc đáo không? Rồi đến chút nữa mình làm chiên nước mắm các bạn ha. Đó con này ớt với nước mắm hả? Với bột ngọt. Ớt mắm bột ngọt các bạn. Ôi. Nhìn thấy thèm không? Nó cũng cao ra. Rồi vậy là bỏ vô chảo thôi chứ đâu có làm gì nữa hả? Lát nữa chiên. Bỏ miếng tỏi vô nữa. Đập tỏi lên là chiên ha. Tỏi sấy sẵn rồi. Tỏi sấy. Chiên xong mới bỏ này vô ha. Ủa, đổ vô vậy luôn hả? Chảo mình sắp. Đơn giản ha. Cái con này là dinh dưỡng cao lắm đó cha. Nãy nó coi trên Google là đâu có ở 15 năm. Nó dòng đời nó có mấy tháng hả? À. Nó sinh ra là nó cái con ve trưởng thành nó đẻ trên cái cây á. Nó đẻ trên cái vỏ cây á. Rồi xong cái nở ra nó rớt xuống đất.
cái nó chui đất nó sống, nó chích thúc cái mấy cái nhựa cây nó sống, sống xong nó tới đầu mấy tháng nó chui lên. Ớt cái này khỏi ăn luôn rồi bên. Quá trời luôn rồi. Phải chạy nước miếng rồi đó. Ngon lắm các bạn ơi, hôm qua nó làm. Mình ăn thử rồi. Ngon lắm, mà mình không có đi bắt. Thế bữa nay mình mới đi đi theo tụi nó bắt quay các bạn xem chơi cho vui nè. Đó, đã không? Cái này kêu bằng gì, kêu bằng chiên nước mắm, chiên mắm bạn ơi. Đó, thơm rồi đó, các bạn có nghe thơm không? Này nó nhanh chín mà, sơ là chín rồi đó hả? Sơ chín rồi, bỏ tỏi vô cái miếng đường. Ồ, món này độc các bạn. Đó, các bạn thấy đã không? Món này nhậu với bia chứ rượu thì không gắt rồi. Giờ là mấy giờ rồi, sao đi mua bia ta? Hôm sáng đi chơi hả? 4 giờ sáng đi hả? Chết cha. Thôi cái này nhậu tới 4 giờ sáng cái đi chơi luôn các bạn ơi. Nhiều đi, nhiều đi. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Ở quê là vậy đó bạn. Mà không phải ở đâu cũng có bạn ơi, lâu lâu quá có chỗ ở đây nguyên khu luôn á, mà nó chỉ có mấy cái cây đó có thôi, tụi nó biết đi ban ngày nó thấy có cái vỏ đó các bạn, chỗ đó nó có thôi, còn chỗ khác không có đâu. Thì ra là đi tìm lại mấy chỗ đó mới có chứ khơi không có đâu. Mà một đêm là bắt cỡ nhiêu, bữa trước bắt nhiều hơn ở bên hôm qua, nhiều hơn hôm qua dễ đầy. À, hôm qua là lúc đó mình bưng ra nó hai là dễ đầy nhóc, là có bữa nhiều quá ít các bạn ơi, ngày nào cũng có đó. Bắt bữa giờ cả mấy 4-5 ngày này phải không? 7 cái tuần lễ đó các bạn. Nó có hoài đó, nó cứ lũ lên hoài mùa này. Ít mà tại bữa nay mình nó bắt làm sao? À thì là bắt 3 điểm mà. Ở sao bắt lại nào phải được 30 con nữa. Ồ. Vậy là nó có cái điểm hết trơn các bạn ơi, nó biết cái nào có lại bắt à. Chị Hải không kêu ba con mấy con bươi vậy. Đang ngoài chạy đó. Ồ chín đó hả? Sao tao thấy chưa giòn vô, hôm mày làm giòn lắm mà. Giòn lắm. Thấy vậy là nó giòn hả? Tỏi nó vàng rồi. Vậy hả? Ồ quá đã luôn bạn ơi. Cái dè thì ít mà cái dĩa thì nó hơi bự các bạn ơi. Bữa nay không được nhiều rồi, nhưng mà như đây là đủ nhậu rồi, chứ nhiều quá thì nó đâu có ấy rồi. Ông mày khều cái tỏi này lên hả? Dạ ôm luôn bạn ơi. Rồi bắt đầu mình để mình đưa ra bàn mình thưởng thức ha. Khi mà gan nó chín rồi mua mấy lon bia các bạn ơi, nào mà dài lon ha, tối rồi thưởng thức nó coi nó sao ha. Đó. Giờ để mình thử con trước đi. Mời các bạn ha. Đây, làm con lửa con nào nó bự nữa đây. Nè. Đó, vàng ươm quá ha. Này khỏi chấm vậy chân nha. Này là vừa ăn đúng rồi nha. Ha. Quá ngon. Nó giòn giòn mà nó béo béo bạn ơi. Béo rồi. Cay quá là cay rồi bên đó. Cây nó làm cây dữ lắm. Nó làm cây quá. Rồi. Mời các bạn uống ha. Bia Tiger đạt mà. À, 100% bà ơi. Đi nãy giờ khát nước. Uống cái đã gì đâu á. À, làm miếng nữa coi, con nữa coi. Lửa con vàng vàng á. Ừ.
nó béo quá mà nó mềm, cái vỏ thì nó cũng mềm mềm chứ nó không có, nó không cứng. Con thấy không, món này đặc sản luôn các bạn ơi, ở đâu mà có, cái mùa nó mới có thôi mà bây giờ nó cũng ít các bạn. Ngày xưa thì nhiều lắm, bây giờ nghe nói ngày xưa nhiều lắm chứ bây giờ thì không có như xưa nữa các bạn ơi. Đó. Quá đã luôn, làm con ha. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo nha.